Hi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của Phát. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ốc bô, đó là ốc bô nướng và ốc bô hấp xả. Thì Thạnh thích ăn nhất là món ốc bô nào? Ốc bô nướng đi. Ốc bô nướng này. Ok, vậy hôm nay mình sẽ làm hai món à. Mình và cùng mọi người cùng ăn với nhau nha. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ, mọi người thông cảm tại nắng hay gắt đó. Nên mặt thì mình hay nhăn đúng không? Đúng rồi. Các bạn thì mình đã chuẩn bị hai ốc bô sẵn. Đây là phần ốc bô này mình sẽ đem đi hấp lá chanh. Mình có bỏ lá chanh nè, đường, nước mắm, muối, bột ngọt đó, và đổ ít nước vô trong đây. Với lại tương ớt nữa. Không, tương ớt thì mình chưa làm, còn cái nồi này thì mình đem đi luộc nha các bạn. Đây, những cái con ốc bự bự như này thì mình luộc rồi mình nướng nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bưng cái nồi này mình bắt lên bếp rồi mình nhúng lửa lên mình hấp thôi. Đây thì mình đã nêm sẵn rồi. Okay, nhúng lửa lên thôi. Thịt kiếm cái gì nhúng lửa ta? Mình đây nè mọi người. Ở đây thì mình chắc hơi thiếu sả nên là mình phải đi hái sả để mình bỏ vô nữa nha các bạn. Ngoài đi thiếu sả. Cuối cùng thì cũng đã luộc xong cái phần ốc bô này, ốc bô luộc xả lá chanh nha. Mình luộc sôi lên là được rồi. Thì bây giờ mình nhắc xuống và mình để cho cái bếp lửa nó cháy lên cả than để xíu nữa mình tiếp tục cái phần ốc bô nướng. Thì bây giờ mình nhắc cái này xuống, mình và mọi người sẽ đi vào trong nhà để luộc phần ốc bô còn lại và nướng với nước sốt nha. Chứ bây giờ trời ngoài này nắng quá. Đi vào nhà để mình luộc cái phần kia nha các bạn. Mình đã làm xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chắc hành bỏ vô chảo. Ok, nãy giờ thì mình đã xong cái phần hấp xả với lá chanh xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục một cái phần giai đoạn nữa là mình sẽ làm một nước sốt, một chảo nước sốt để mình nướng. Đây là mình làm mỡ hành trước, phi mỡ hành cho thơm lên nè. Thịnh cảm thấy thơm Thịnh. Thơm hả? Sao mặt nhăn dữ vậy? Mùi nó hơi gắt xíu. Mùi hơi gắt hả? Bay mùi hành ha. Mà hôm bữa em ăn em thấy ngon không? Ngon. Đó, mình phi hành xong rồi nha các bạn. Phi hành cho thơm lên nè. Sao em sọc cái gì vô vậy? Con đổ nóng quá. Rồi. Đây mình sẽ có tương ớt, dầu hào, tắt cho phần bếp ra, muối, bột ngọt, gọi là mì chính, đường, nước mắm. Rồi, đây công đoạn mình pha nha. Tương ớt vô nữa hả? Ừ, 2 muỗng tương ớt, 3 muỗng luôn, 3 muỗng tương ớt nè. 2 muỗng dầu hào. Dầu hào có phải làm từ con hào không nè? Không, con hào khác, đây là dầu thực vật. Đó. 3 muỗng bột nêm đi. 2 muỗng rưỡi. 3 muỗng đường. 3 đó, đường xong rồi thiếu muối nha. Muối. Nước mắm. Mắm nước hay còn lại. Lưu ý cái này mình không ăn cháo nha mọi người.
Rồi. Bắt bếp lên mình khuấy cho nó tan ra các bạn. Khuấy cho nó tan lên. Tan lên là khuấy cho nó tan. Mình hiểu sao mà mất mất tên nó được làm từ con cơm nữa. À, nó sạt sạt à. À, ok, tắt bếp thôi. Tiếp nước sốt này mình nấu cho nó sệt lại vậy thôi được rồi nè. Đó. Xong rồi mình sẽ chét lên con ốc bơ rồi mình nướng nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình tiếp tục đến giai đoạn nướng ốc bơ nha. Dạ, hai đống này đống nồi nướng thôi nè. Ok, mình đi ra ngoài kia mình nướng ốc bơ thôi. Đã làm xong nước sốt và ốc bơ rồi thì anh em mình sẽ đem ra nướng thôi. Đi. Đi nào, theo chân anh hai mình nhé. Dạ. Hôm đó mình sẽ gấp lên dĩa và nướng cho mọi người. Ok, thật quá ngon nè em. Ok. Đây chân hai nè. Ngon quá ngon. Chưa nướng là hấp dẫn rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ mình sẽ đó. Chỉ cần chế nước sốt và con ốc thôi. Rồi lại lên này. Rồi mình chơi tay đi cho nhanh. Chưa nóng gì lắm. À, nước sốt nó chảy xuống nhìn mà lem mà. Mình chỉ cần xếp lên thôi. Sao mà nó bỏ vô cái kia? Đồ gấp á. Bây giờ gấp chút để mình gấp ha. Ừ. Sốt này mình nướng cho nó sôi lên, nó sôi một con ốc lên rồi mình ăn. Các bạn nhớ đóng đóng chờ kết quả nha. Đúng. Lại từ anh em mình. Các bạn mà ăn, các bạn mà làm món này ngoài đời, các bạn mà ăn vô chắc bá cháy. Bá cháy không? Anh hai mình mấy món này cũng đơn giản, tại anh hai mình là hình như mười năm về trước là siêu đồ bếp đó. Bây giờ dữ rồi, giết rồi dữ rồi. Anh ăn vừa đâu à. Anh hai mình cơ bắp lắm nha mọi người, 6 muối đó. Nó này nó còn đây nữa. Đây mà, 6 muối mà. Bao nhiêu cái sốt nó đủ không ta, ốc nhiều quá trời. Bây giờ đủ. Hôm nay ốc nhỏ mà không được lớn nha. Đúng rồi. Thôi mình rồi Thành ơi, em lấy giùm cho anh hai cái dĩa đi em ha. Rồi, hấp dẫn chưa, thấy không? Cái này còn phải hai dĩa, hai cái dĩa nha Thành ơi. Ừ, ok các bạn, bây giờ mình đã nướng xong rồi nè. Đó, thấy con ốc bơ mà nó sôi lên luôn, nước sốt nó sôi trong con ốc bơ luôn, nó chạy xuống dưới than rất là thơm nha. Nóng về mình gấp lên được rồi, rất con gấp vô mình thưởng thức thôi. Thịnh qua đây em. Ui, nhìn thấy ngon không? Ừ. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Đó, thấy ốc bơ nên nước sốt nó sôi đồng một trên con nước ốc bơ á, có vẻ rất là hấp dẫn các bạn. Đây, các bạn ai ở nhà rảnh rảnh thì thấy làm theo ăn thử xem thì có ngon không. Ôi trời, nóng quá. Rồi, ok, mình đã xong một dĩa ốc bơ rồi. Rồi, chụp nó. Ok các bạn, thì thành quả của anh em mình đã làm xong. Đây, ốc bơ đây, ốc bơ nướng à. Đó, nhìn hấp dẫn không? Còn đây, phần đây bên đây là phần hấp lá chanh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình qua đây là một cái nước chấm muối ớt xanh.
mình tự làm luôn. Nó có muối, đường, chanh, bột ngọt thì mình giả rồi mình quậy lên. Rồi ok, thử thức đi Thịnh, ăn đi. Dạ. Em... ăn xong rồi mình cảm nhận, mình đánh giá ăn sao nha. Em sẽ ăn hết 2 loại. Rồi mình ăn món này trước ha. Đây các bạn. Chưa cho em thử thức được không? Đó. Này là con ốc bơ nướng trước nè. Gì Thịnh? Mình không ăn chứ. Để bỏ bên đây cũng được nè. Chấm vào nước. Mọi người nhìn nè. Mà lên mong chút mình ăn nha. Hấp nước của mình. Ngon thiệt ha. Con em không có miếng nước nữa. Sao? Em thấy sao? Ăn con đầu tiên sao? Nó rất là ngon, kiểu nó hơi cay cay nhưng mà cay vừa không? Diễn với ngọt này với lại măng mặn này quá ngon. Rồi đó hấp bu, ốc bu hấp xả nha mọi người. Đây, mình mới ăn con đầu tiên thì mình cảm thấy con ốc bơ này cái đầu rất là giòn, nó thơm mùi mỡ hành, nó ngọt ngọt cay cay, đúng không? Đây mọi người. Chấm thêm chút muối nữa. Đây, mời mọi người ăn nha. Đây mà các bạn. Cảm ơn nước rồi. Vậy, mọi vậy nó cứ xả xả với lại thêm chút la chanh với lại. Với lại kiểu cái nước nó ngọt ngọt á. Đây là ốc bơ hấp xả lá chanh. Mình tiếp tục ăn thôi. Mình cũng sẽ tiếp tục nha mình. Ngon. Ngon quá luôn. Nước ngọt kìa ha. Nước ngọt ha em. Trời con này. Nước ngọt. Nước hấp ngon. Nước hấp ngon. Thơm mùi xả với lá chanh. Nè mọi người coi. Mọi người coi con này nè. Ngon này. Ôi. Dột em lên thử. Ốc luộc ngon. Ốc luộc với nướng cái nào ngon hơn? Em nói là hai cái đều ngon bằng nhau. Nhưng mà em thích ăn cái nào nhất? Ốc nướng. Đúng rồi. Để em chỉ hai cái ốc luộc. Ăn cái ốc nướng, ăn cái ốc nướng. À, nghĩa là phe ốc nướng sẽ được nhiều hơn. Tiếp tục đi, ăn đi. Tàu lái đi. Tàu lái phi tiêu. Ngon quá các bạn. Món này còn sơn hào hải vị nữa các bạn. Anh hai để đây gần vô cho anh dục với nào. Hả? Ngon. Đây, các bạn thấy thần phẩm của mình ngon không? Các bạn xem video clip mình thấy hay thì cho mình xin một like và một subscribe nha. Tại kênh anh hai mình mới thành lập đó cho nên các bạn ủng hộ nhau. Cho anh hai mình có động lực ra những lời kiểu ăn thêm con nữa đi. Em quay qua đây Thịnh. Đó. Em mời mọi người ăn thêm con nữa đi rồi mình kết thúc clip tại đây. Okay. Bây giờ ốc hấp xả với lại ốc nướng mọi người thích nè. Dù ai thích thì hãy bình luận có hấp xả là có ốc nướng nha. Ghê ghê. Quá dữ rồi. Ok, mọi người và mình ăn thêm con nữa đi rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Ok. Chấm nè. Đó. Ngon luôn rồi. Trước khi mình tạm biệt mọi người thì anh có gì nói với mọi người không? Mọi người hãy làm món ốc này, mọi người like, subscribe, lại nhấn vô cái chuông nha. Bye. Ok, bye bye. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Đúng rồi, bye. Nhớ đăng ký nha.